Quan Cận Thần ơi, ông thấy chưa, ta binh vực cho ông mà bây giờ hoàng tử nói ta là con dượng đó. Thì ta cũng có khác gì con đâu. Thôi qua đây với khỉ già con. Khỉ già, khỉ già với dượng xung vầy. Hoàng tử còn không nên làm loạn lên như thế. Mẹ im đi. Sao hôm nay mẹ nói nhiều vậy? Hôm nay là sinh nhật của con mới là người có quyền. Mẹ lên cái kia ngồi giùm con đi. Được rồi, nhanh lên đi. Bình tĩnh đã con. Rồi bây giờ tới ai? Ai chúc tụng cho ta? Làm nhanh lên. Quan Cận Thần. Gì bà? Tôi có nên xuất hiện không? Cái này khó nói lắm bà. Mà thôi lỡ đem tới rồi vô tặng luôn đi, cùng lắm bà thành đười ươi thôi. Vũ mẫu ơi, hoàng tử đang rất là nóng giận, Vũ mẫu đưa đây cho con. Vũ mẫu đừng có vô. Không được đâu con, không được. Nhanh lên. Con có phần riêng. Dạ. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của hoàng tử, Vũ mẫu kính chúc hoàng tử Trời ơi, vô tới đây bà mới soạn lời con. Chúc hoàng tử chúc hoàng tử luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo và học hành thật chăm chỉ, để sau này muôn dân trong họ được cậy nhờ nghe. Thành công rồi con. Thành công cái gì? Ê cái bà già lẩm cẩm kia. Chúc tụng ta hay dùng những lời lẽ nịnh hót ta để mai mốt nhờ giả ta chuyện gì đúng không? Ta xin lỗi bà Nhũ Mẫu, bà hãy đứng lên đi. Nhũ Mẫu là người thương yêu chăm sóc con từ thuở bé tới nay, còn không nên có lời ăn tiếng nói với người như thế. Mẹ im đi. Sao hôm nay mẹ nói nhiều quá vậy? Nhũ Mẫu ơi nín đi, con thay mặt hoàng tử xin lỗi Nhũ Mẫu. Hoàng tử à, tại sao lúc nào em cũng nói như vậy vậy? Chị im đi. Chị là con gái, biết cái gì mà nói. Ta là hoàng tử, ta mới có quyền. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Công chúa, con phải luôn nhớ, con là chị kia mà. Con biết rồi, là chị thì phải nhường nhịn em. Nhưng mà rõ ràng trong chuyện này là hoàng tử hư, hoàng tử sai chứ bộ. Ai hư ai sai? Vậy thôi bây giờ đổi lại đi. Bây giờ chị làm em để được chiều, còn em làm anh đi. Thôi đừng có vô duyên. Hôm nay là sinh nhật của người ta, ta mới hưởng có quyền. Thôi đừng có nói nhiều, qua bên kia đứng chung với khỉ già đi. Đi. Nhũ Mẫu bảo trọng nha. Hoàng tử ơi, con hiểu lầm rồi. Nhũ Mẫu già quá, cậy nhờ con chi. Không phải con, mà làm vậy. Nhũ Mẫu có cái món quà này, ta nói nó quý lắm. Nó xuất xứ từ cái thời mà của ông có nội bà có ngoại, của ông có ngoại bà có nội, của ông nội bà ngoại. Ủa vậy cuối cùng là của ai bà? Tôi cũng không biết nữa. Trời ơi. Mà của ai thôi kệ đi, đến tay tôi là tôi tặng à. Đó, nó quý vậy đó con, nên Nhũ Mẫu nghĩ là phải trao tận tay cho con. Nhũ Mẫu, món quà này ta sẽ nhận thay cho hoàng tử. Yeah. Mẹ, tại sao quà của con mà dám thay mặt con nhận là sao? Con nói rồi, hôm nay là sinh nhật con mới là người có quyền. Mẹ lên trên kia ngồi giùm con đi. Trời của con. Đây nhanh lên đi. Ê cái bà già tửng tần tân kia. Hả? Bà nghĩ sao ạ? Tặng quà sinh nhật cho hoàng tử ta mà tặng những quyển sách cũ kỹ giúp y là đồ bán giày trai vậy? Không phải con. Bà xem thường ta. Dạ không. Cái gì là phạm thượng á? Cái gì? Ok. Lần này thì không thể nào chấp được. Cái gì? Chị biết rồi, chị là con gái không được nói gì hết đúng không? Đúng rồi đó. Thôi được rồi, chị sẽ không mở miệng bất cứ một lời nào nữa đâu. Ít lắm phải không? Muốn mở miệng đấy phải không? Được rồi, cho phép á. Nói đi. Em đừng có giận, em không biết đâu, mỗi lần em giận mặt em xấu lắm kìa. Đừng có vô duyên. Hoàng tử, chị nói em nghe, em đừng chê những món quà đó. Những quyển sách tuy cũ kỹ nhưng nó chứa đựng những bài học vô cùng quý giá. Chị tin chắc một ngày nào đó em sẽ cần tới nó đó. Câm miệng lại. Ngươi phải biết rõ thân phận của mình. Ngươi chỉ là công chúa thôi. Còn ta, ta là hoàng tử. Sau này ta sẽ trị vì đất nước này. Ta cấm ngươi không được mở lời bất cứ một điều gì nữa hết. Nghe rõ chưa? Con à, không nên nói như thế chứ. Mẹ, tại
tại sao? Nhìn cái gì? Các ngươi nhìn gì? Các ngươi nữa, nhìn cái gì? Hoàng tử, sao con lại có thái độ ngông cuồng đến như vậy? Mẹ, tại sao hôm nay mẹ dám con la mắng con trước mặt mọi người? Mẹ xem thường con phải không? Mẹ làm cho con nhục mặt trước mặt mọi người phải không? Được rồi, không có sinh nhật cái gì hết. Dẹp đi, dẹp đi. Bà không cần các ngươi nữa. Thôi nào, thôi nào. Con trai của mẹ, con đừng la lên như vậy, con sẽ đau hỏng mất. Mẹ ơi, mẹ đừng chiều hoàng tử nữa. Mẹ càng chiều hoàng tử càng hư đó. Hư cái gì? Bà cấm ngươi không được mở miệng mà. Đi, đi, dành lên. Đi đi, đi đi. Dành lên đi. Dạ dạ, dạ thưa hoàng tử, xin hoàng tử bớt giận. Dạ dạ. Dạ đúng, lỗi này là của chúng thần. Dạ. Nhưng thần chỉ mong là những thứ trái cây này một ngày nào đó nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho hoàng tử. Dạ, nhũ mẫu cũng hy vọng là những cuốn sách cũ đó một ngày nào nó sẽ giúp cho hoàng tử rất nhiều. Ê, hai bà già mà nói nhiều không biết mệt hả? Hả? Đi, cút khỏi mắt ta. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, đi, dạ, đi, dạ, đi, dạ, đi. Các ngươi nữa, dạ, đi, đi. Đây. Thôi nào, hoàng tử đang nóng giận. Tất cả mọi người hãy lui ra. Khi nào hoàng tử bình tĩnh thì hãy quay trở lại. Ngay cả mẹ nữa. Con cũng không muốn nhìn thấy mặt mẹ đây. Mẹ đi đi. Nào, bình tĩnh nào con. Kiêu căng ơi là kiêu căng. Không coi ai mà ra chi. Chẳng coi ai ra gì. Coi trời bằng cái ly. Sao 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 quá đi. Đứa con hư quá lì. Mẹ mình cũng đuổi đi. Xấu thôi. Không coi cha mẹ mình ra chi. Con nít hư như vậy không ai thèm chơi đâu. Leo leo. Không coi cha mẹ mình ra chi. Con nít hư như vậy không ai thèm chơi đâu. Leo 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 leo. Mèo 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 mèo. Xin được ra mắt hoàng tử. Xin kính chúc một vị hoàng tử tương lai của một đất nước tương lai, của một cung điện tương lai, sẽ là một vị vua tương lai, của một cái gì đó rất 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 là tương lai. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, nó nói nó là bò cạp câm. Xin được giới thiệu bạn của nó là em cho hoàng tử. Em là bò cạp diêm vua. Diêm vua, diêm vua. Hoàng tử biết sao không? Từ hồi sáng đến giờ đó em đi với nó đó. Em dịch cho nó mà em mệt muốn chết luôn đó hoàng tử. Mệt dữ lắm hả? Yeah. Không, nhưng mà ta thấy nó dễ thương. Ai nói gì vậy? Dạ, nó nói nó có một bài hát nhân ngày sinh nhật của hoàng tử. Nó muốn được múa hát cho hoàng tử coi. Này chị em ơi, chúng ta muốn xuyên.